À, đây là cái hộp đồ chơi Baby Phone. Nó hàng thương hiệu Iduka, sản xuất tại Tây Ban Nha, dành cho trẻ nhỏ từ 24 tháng tuổi trở lên. Cho trẻ nó vừa chơi với các hình và học về các dạng hình khối và màu sắc. Đây, nguyên gốc của nó là kèm theo 16 miếng. Đó, nhưng mà ở đây là nó bị mất một cái chi tiết. Một chi tiết hình tam giác này rồi. Đây, theo đúng như bốn hình ở đây đó, là nó chỉ mất một cái hình tam giác này thôi. Và các hình này là nó có các miếng dạng hình khối, hình học ghép vào đây với màu sắc. Tam giác tròn. À, khi mà gắn vô rồi thì là nó dính rất chặt nhé. Rất kích. Đây đó, nó mất cái miếng này.